Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến top những phong hào đấu la mạnh nhất đấu la đại lục. Mình sẽ không liệt kê những người đã thành thần như Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, hay là những cựu cực hạn đấu la 99 cấp như Đường Thần, Ba Tái Tây hay Thiên Đạo Lưu. Thêm nữa, đây chỉ là ý kiến cá nhân của riêng LTG. Các bạn có ý kiến cá nhân có thể comment dưới phần video này nhé. Trong video này có nhiều thiếu sót, rất mong các bạn bỏ qua cho. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Đầu tiên là Độc Cô Bác. Độc Cô Bác là một nhân vật xuất hiện đầu tiên mang danh hiệu phong hào đấu la. Độc Cô Bác từng bị Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La dồn ép vào thế chân tường, được Tuyết Trinh Thần Vương giang tay cứu vớt. Do vậy, Độc Cô Bác đã gia nhập vào Thiên Đấu Đế Quốc, hay chính xác hơn là ông làm người bảo vệ cho Tuyết Trinh Thần Vương. Trong một lần cơ duyên, Độc Cơ Bác bắt được Đường Tam đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn để ra tay thủ tiêu. Ông may mắn được Đường Tam chữa khỏi bệnh, mang độc nhiều năm trong người. Sau khi Độc Cơ Bác nói chuyện với Đường Tam, ông quyết định nghe theo Đường Tam đến Sử Lai Khắc làm cố vấn cho họ. Với thực lực 93 cấp của mình, mọi người trong Sử Lai Khắc cũng chỉ gật đầu. Ở cuộc hành trình của mình, ông đã giúp Đường Tam nhiệt tình trong những lần hắn bị Vũ Hồn Điện truy sát. Thậm chí Độc Cô Bác chính là người giết lính nhiều nhất trong trận chiến thượng đỉnh Gia Lăng Quan. Còn nói về chiến đấu một với một thì ông có thể kém hơn bất kỳ tên nào, nhưng về khoản sát thương tổng thì mọi người đều phải kính nể Độc Cô Bác. Với Vũ Hồn Bích Lân Xà Hoàng, Độc Cô Bác phóng độc khiến đội quân Vũ Hồn Đế Quốc phải nằm chết liên tục. Có thể hiểu Độc Cô Bác là một trong những đại công thần của Thiên Đấu Đế Quốc. Vị trí thứ hai là Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La. Cặp song sinh trời cho này là nhân vật phản diện, nhưng có điều rất nhiều anh em mến mộ cặp đôi này. Với một tên tiểu quỷ, một bông cúc cũng khiến các nhân vật mạnh mẽ phải đau đầu nhức óc. Bộ đôi này hiện đang làm việc dưới trướng của Vũ Hồn Điện. Tuy sức mạnh đạt tới 95 cấp, phong hào đấu la đến từ Quỷ Mị và Cúc Hoa Quan, nhưng thực chất khi tách ra, sức mạnh của hai người không được mạnh cho lắm. Họ chỉ có vũ hồn dung hợp kỹ khiến nhiều người phải kiêng kỵ mà thôi. Đến người mạnh như Đường Hạo, Thanh Thiên Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên và một số nhân vật máu mặt khác cũng từng chịu thất bại nặng nề trước cặp đôi này. Sau nhiều lần Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La tham chiến rất nhiều cuộc chiến do Bỉ Bỉ Đông đề xuất, Quỷ Đấu La đã bị Đường Tam dùng Hải Thần Tam Sa Kích đâm chết. Trong lần Bỉ Bỉ Đông dẫn các phong hào đấu la đi bắt Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Viên, còn Cúc Đấu La trong khi đi làm nhiệm vụ xâm nhập vào Thiên Đấu Đế Quốc thì gặp Đường Tam mai phục chém giết, nên Cúc Đấu La cũng bị nhân vật chính giết chết. Đứng ở vị trí thứ ba là Cổ Dung và Trần Tâm. Hai vị phong hào đấu la này thuộc người thủ hộ cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cổ Dung đạt 95 cấp phong hào đấu la, còn Trần Tâm hiện tại là 96 cấp phong hào. Đương nhiên, sau khi Thất Bảo Lưu Ly Tông bị Vũ Hồn Điện đánh cho tan tành, Trần Tâm đã thoát chết khỏi trận sinh tử và đã có cơ duyên kỳ ngộ đột phá lên 97 cấp. Nhưng đồng thời, ông bị cụt mất một cánh tay. Trong quá khứ, danh hiệu của Cổ Dung là Cốt Đấu La và Trần Tâm là Kiếm Đấu La. Hai người thường xuyên khiêu khích nhau nên có thể nói là đánh nhau gần cả một đời người. Đương nhiên, tình cảm bên ngoài là thế, nhưng sau nội tâm, bên trong hai người thực chất coi nhau là người thân trong gia đình. Trong trận chiến thượng đỉnh cuối cùng Gia Lăng Quan, Cổ Dung và Trần Tâm không ngần ngại vận dụng hồn kỹ mạnh nhất của bản thân để chống lại sức mạnh hủy diệt thiên địa của Bỉ Bỉ Đông. Đáng tiếc thay, Bỉ Bỉ Đông đã trở thành một vị thần 100 cấp, dễ dàng đánh bại hai người. Đứng ở vị trí thứ tư là Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn là một trong những người thuộc thế hệ trẻ thiên tài của Sử Lai Khắc. Vũ hồn của Mã Hồng Tuấn là thú vũ hồn cao cấp nhất Tà Hỏa Phượng Hoàng. Sau khi đến Sử Lai Khắc, hắn 6 người còn lại mới thành lập Sử Lai Khắc Thất Quái, gồm Đới Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Đường Tam, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Dựa vào thiên phú rất cao của mình nhưng lại không chịu khó tập luyện cho hẳn hoi. Ở trận chiến tại Gia Lăng Quan, khi đó Mã Hồng Tuấn đã đạt 93 cấp phong hào đấu la. Đương nhiên, sức mạnh của Mã Hồng Tuấn đến từ Tà Hỏa Phượng Hoàng mới được nhiều người để ý đến. Lĩnh vực đến từ hồn kỹ thứ 7 cho hắn khả năng bất tử, cộng thêm Tà Hỏa Phượng Hoàng đã đủ 9 đầu. Đã phát ra hỏa diễm là vật khắc tinh của côn trùng và hồn sư mang thiên hướng âm hàn, mà Mã Hồng Tuấn về sau sẽ trở thành một vị thần, thần chi cấp 2. Đứng ở vị trí thứ 5 là Đường Khiếu, sư bá của Đường Tam, là người dẫn đầu Hạo Thiên Tông, cấp bậc hiện tại là phong hào đấu la 97 cấp. Trong quá khứ, Đường Khiếu cùng với Đường Hạo khi đủ tuổi thoát khỏi Hạo Thiên Tông, hắn cùng em của mình được cha ra cho ngoài lịch lãm. Đương nhiên trong cuộc hành trình của mình, hai người trải qua những niềm vui kèm theo sự đau khổ. Niềm vui là gặp được A Ngân, sự đau khổ là vì A Ngân và Đường Hạo
mà khiến Hạo Thiên Tông bị cách ly hoàn toàn. Cũng vào giờ năm đó, Đường Khiếu mới bước chân vào cánh cửa Phong Hào Đấu La cũng chưa được bao lâu thì Vũ Hồn Điện kéo quân y hiếp Hạo Thiên Tông. Đường Khiếu lúc này chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi biết nguyên nhân do Đường Hạo gây ra cái chết của Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật, Đường Khiếu bây giờ cũng không biết làm gì hơn, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của cha mình. Cha của Đường Khiếu và Đường Hạo đã lấy ra cái ước hẹn 3 năm xưa giữa Đường Thần và Thiên Đạo Lưu, nên Hạo Thiên Tông không bị quét sạch mà được phong bế tại trên ngọn núi. Đường Khiếu chính vì vậy cũng được lên nắm quyền tông chủ của Hạo Thiên Tông. Đứng ở vị trí thứ 6 là Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh. Bộ đôi này xuất thân từ người ngoại quốc thuộc Tinh La Đế Quốc. Đới Mộc Bạch là hoàng tử, còn Chu Trúc Thanh là con tể tướng. Từ thời viễn cổ, hai gia tộc này có mối liên hệ mật thiết với nhau, nên khi Đới Mộc Bạch được sinh ra đã có hôn ước với Chu Trúc Thanh. Vì quy định hoàng thất quá cổ hủ, anh đã quyết định rời xa quê hương để tìm kiếm lý do sống tiếp. Đới Mộc Bạch đến Thiên Đấu Đế Quốc và gia nhập vào Sử Lai Khắc. Không lâu sau đó, Chu Trúc Thanh cũng bỏ đi. Nếu không cùng nhau đánh cược ván cờ đánh bại Chu Trúc Vân và Đới Duy Tư, thì hai người sẽ bị xử theo quy định của gia tộc. Cô đã vác thân một mình đi tìm Đới Mộc Bạch. Cuối cùng, Chu Trúc Thanh cũng tìm được hắn. Đồng thời, cô gia nhập trường Sử Lai Khắc và thành lập Sử Lai Khắc Thất Quái. Với vũ hồn của Đới Mộc Bạch là Bạch Hổ, còn của Chu Trúc Thanh là U Minh Linh Miêu. Hai người có thể phối hợp thành vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, với sức mạnh của vũ hồn dung hợp kỹ này mạnh nhất ở thời kỳ cuối phần 1. Đới Mộc Bạch đạt tới cấp 96 Phong Hào Đấu La, còn Chu Trúc Thanh đạt thành tích yếu hơn một chút là cấp 93. Hai người kết hợp đánh cho Kim Ngạc Đấu La 98 cấp Phong Hào Đấu La một trận tơi bời. Còn hơn thế nữa, Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đánh tan nát kẻ địch trên chiến trường. Đứng ở vị trí thứ 7 là Đường Hạo. Đường Hạo chắc chắn có lượng fan hùng hậu không kém gì nhân vật chính trong bộ phim Đấu La Đại Lục. Từ nhỏ với trí óc của mình, Đường Hạo dễ dàng tăng cấp cực kỳ thần tốc. Trong Hạo Thiên Tông, ông được mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng, là người kế thừa di sản đời tiếp theo của Hạo Thiên Tông. Để không phụ kỳ vọng của Hạo Thiên Tông, Đường Hạo nhanh chóng mang theo làn gió mới đến Đại Lục. Ông dễ dàng cùng anh trai Đường Khiếu mang danh tiếng của hai người truyền khắp Nam Châu. Dĩ nhiên, cuộc hành trình ấy Đường Hạo mắc vào một vướng bận. Ông đã âm thầm cưới hồn thú A Ngân và sinh được một đứa con trai. Cũng do đó, ông đã có một trận đại chiến với thế lực mạnh mẽ nhất bấy giờ. Với sức mạnh của mình, Đường Hạo giúp Vũ Hồn Điện mất đi người cầm đầu là Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật. Lúc này, nhìn Đường Hạo cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Vì cuộc chiến ấy, A Ngân phải hiến tế cho ông. Ông cũng phải chịu cảnh gà trống nuôi con là Đường Tam. Hơn thế nữa, còn bị Thiên Đạo Lưu 99 cấp truy sát nhiều lần nên Đường Hạo đành phải ở ẩn tại Thánh Hồn Thôn. Sau ngày tháng rượu chè be bét, Đường Hạo khi quay trở lại Đại Lục, Hạo Thiên Đấu La với cây búa cực kỳ hung bạo, dễ dàng một mình cân 7 Phong Hào Đấu La của Vũ Hồn Điện để cứu Đường Tam và Tiểu Vũ. Trong vài năm tiếp theo, Đường Hạo truyền đạt kiến thức cho Đường Tam. Hắn không ngần ngại đã tự chặt mất đi một chân, một tay để lấy hồn cốt trả lại Hạo Thiên Tông. Nhưng về sau Đường Tam nối lại, đồng thời giúp hắn tiến vào cảnh giới 97 cấp Phong Hào Đấu La. Ở trận chiến thượng đỉnh Gia Lăng Quan, Đường Hạo còn mạnh mẽ hơn lần trước. Hắn điên cuồng cày nát đội hình của Vũ Hồn Điện, một mình cân 3 Phong Hào Đấu La, đánh chết một tên. Hơn thế nữa, Đường Hạo cũng đỡ được một đòn tấn công thần cấp của Bỉ Bỉ Đông. Khi cuộc chiến Thiên Đấu Đế Quốc giành thắng lợi, cũng không biết thời gian trôi bao lâu mà ông đã được đưa lên thần giới làm